Chào các bạn, mình đang trên tay cho các bạn xem chiếc máy tính mà HP họ mới vừa giới thiệu ở triển lãm MWC này, là chiếc Spectre X360. Thì như các bạn đã biết, dòng Spectre là dòng cao cấp của HP, cho nên chất lượng hoàn thiện của cái máy này rất là tốt. Toàn bộ cái phần vỏ của máy này được tiện CNC ra từ một khối nhôm nguyên khối, cho nên máy rất là chắc chắn. Mình có thể thử bẻ như thế này mà không có thấy ọp ẹp hay là vấn đề gì hết, rất là chắc chắn. Vì cũng là dòng máy cao cấp cho nên bạn có thể thấy là HP họ trau chuốt những cái cạnh này nè, họ vát này nọ, đánh bóng nó lên rất là đẹp. Ngay để mình sẽ gặp thử nó lại. Đó, toàn bộ cái phần này nó liền, nó phẳng rất là đẹp. Ở đây chúng ta có hai cái nút mà ít thấy trên các cái máy tính Windows bình thường, đó là nút home và nút tăng giảm âm lượng. Bình thường chúng ta hay xài nút function hay là nút riêng ở trên bàn phím. Lý do mà có hai cái nút này ở trên chiếc Spectre X360 đó là vì máy nó có thể lật sang những cái chế độ khác để sử dụng như dạng tablet, thì tí nữa mình sẽ cho các bạn xem. Giờ chúng ta xem trước, đây là phần nắp trên. Phần nắp trên có cái logo HP ghi nguyên chữ. Ở đây chúng ta có một cái thanh, một cái miếng kim loại gì đó, nó chạy dọc vào đây. Đây là cái ngàm để có mở ra cho nó dễ dàng hơn. Đây là cạnh bên phải. Cạnh bên phải thì hai cái nút này mình giới thiệu với các bạn rồi, thì chúng ta còn có cổng mini display port nè, HDMI nè. Hai cổng USB ở đây đều là cổng USB 3.0 và cái biểu tượng tia sét này, tức là nó có thể dùng để sạc những cái thiết bị ngoại vi khác ngay cả khi chiếc X360 này đã tắt đi. Đây chúng ta có jack tai nghe. Đây là mặt sau. Mặt sau hai cái cạnh này nó được làm hơi cong. Rất là ngộ nhưng mà đẹp. Và hai cái bảng lề này rất chắc chắn. HP họ nói là họ đã đưa ba cái spiral gear, tức là những cái ốc mà dạng trục vít để mà cái chuyển động mở ra mở vào của nắp màn hình nó được mượt mà hơn. Đây chúng ta có cái chữ logo, cái chữ Hewlett-Packard viết nguyên nè. Đó. Rồi bên đây là cạnh bên trái. Cạnh trái thì chúng ta có cổng sạc, có khe tản nhiệt, có một cái cổng USB 3.0 nữa, cũng có tính năng sạc luôn, nút nguồn, khe SD. Đây là mặt dưới. Mặt dưới của máy thì có một cái khe tản nhiệt rất là lớn. Bốn cái nút này để lúc mà các bạn đẩy cái máy trên mặt bàn thì nó sẽ không có bị chạy máy. Ở đây là các cái logo chứng thực vân vân. Đây là cái nắp này, giống thiết kế như kiểu MacBook, tức là bạn có thể gỡ cái nắp này riêng ra và còn lại là một cái khung nhôm để mà họ đẩy cái mainboard này nọ vào, lại đẩy linh kiện vào. Đây, mình quay lại bên trong của máy thì đây là một cái bàn phím rất là đẹp, cũng được làm tiệp màu với lại khung nhôm luôn. Và các bạn thấy đặc biệt ở đây là chiếc X360 nó có cái touchpad rất là rộng, rộng hơn rất là nhiều so với những cái máy tính Windows bình thường. Thì có thể bạn sẽ lo lắng là nếu mà cái touchpad nó rộng như thế này thì lúc mà chúng ta gõ thì nó sẽ chạm cái phần lòng bàn tay này vào đây rồi nó nhảy chuột thì sao. Thì HP họ giải quyết vấn đề này bằng cách làm việc chặt chẽ với lại Synaptics để mà phát triển nên một cái thuật toán nhận diện cái kích thước của cái điểm chạm. Nếu như mình chạm bằng 2-3 ngón tay đi thì cái điểm chạm của mình nó nhỏ, nhưng mà nếu mình chạm bằng cả cái lòng bàn tay như thế này thì máy sẽ không ghi nhận cái thao tác cảm ứng này, coi như là nó tạm thời vô hiệu hóa đi. Đó, đây mình sẽ thử cho các bạn xem nè. Ở đây nếu mình dùng 1-2 ngón tay ha thì mình có thể di chuột này nọ được, đó rất là dễ. Còn nếu mà mình dùng cả lòng bàn tay nè, đó nó không còn nhận nữa. À, cái này mình nhấn vào rồi nè, đó các bạn thấy là chuột nó đâu có bị rê nữa đâu. Thì lúc nãy mình có nói với các bạn là chiếc máy này nó có thể biến hình thành những cái chế độ tablet. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem. Đây là chế độ laptop bình thường, ai cũng biết rồi. Giờ mình có thể lật nó xuống. Đó, lật theo kiểu này. Thì bạn có cái chế độ gọi là presentation mode. Tức là bạn có thể, ví như bạn đi gặp khách hàng thì bạn sẽ đưa cho khách hàng coi như thế này. Đó, thì người ta ngồi đối diện người ta sẽ thấy được. Và bạn không có cần phải quay máy lại, lật máy qua lại để mà cho khách hàng coi. Còn nếu mà mình dựng cái máy lên thì chế độ này gọi là 10 mode, tức là chế độ hình cái lều á. Chế độ này thì tiện khi mà các bạn xem phim nè, cũng rất là hay. Thì những cái chế độ của X360 thì ra không mới, nó đã có từ hồi Lenovo Yoga rồi, nhưng mà bây giờ HP họ đem lên cái máy này để hoàn thiện hơn cho một cái sản phẩm cao cấp. Và cuối cùng là chế độ tablet thuần túy, thì mình có thể gặp nó lại và mình có nguyên một cái máy tính bảng rất là rộng, màn hình 13 inch và độ phân giải là Full HD. Đó, cảm ứng nè. Đây chạy Windows 8.1, cũng có môi trường desktop như bình thường. Đó.
ở cái thao tác này thì cái bàn phím phía sau nó sẽ được vô hiệu hóa đi, cho nên mình đang gõ phía sau này nè thì nó không có bị ảnh hưởng gì hết. Mà cái điểm mà mình không hài lòng đó là lúc mà mình gập cái máy này lại á, thì ở đây nó còn cái khoảng trống, cho nên nhìn nó không đẹp lắm. Nó không ảnh hưởng gì tới việc sử dụng của chúng ta, nhưng mà nhìn cái máy thì nó không còn thẩm mỹ đẹp như là ban đầu nữa. Các bạn thấy cái này nó vát phía trước, còn cái màn hình thì nó phẳng. Đó. Rồi, về cấu hình thì chiếc Spectre X360 này nó có thể chạy là chip CPU là Core i7 hoặc là Core i5 đời thế hệ thứ 5, tức là tên mã là Broadwell. RAM tùy chọn 4GB hoặc 8GB, SSD bạn có thể chọn 128, 256 hoặc 512GB. Một chiếc máy rất là đẹp, chạy Windows. Vâng, xin cảm ơn các bạn.